Trước đó, vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 25 tháng 8, một xe ô tô 4 chỗ bất ngờ đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi thời điểm xảy ra vi phạm là chập choạng tối, xe lại đi ngược chiều ở làn tốc độ cao 120 km/h, dễ gây va chạm, tai nạn giao thông. Ngay khi tiếp nhận thông tin, đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành xác minh lái xe vi phạm là một người đàn ông, sinh năm 1975, người tỉnh Hưng Yên. Đơn vị đã lập biên bản xử phạt người này về lỗi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, mức phạt từ 16 đến 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Thông tin từ người vi phạm, do đi nhầm đường lên cao tốc nên anh đã điều khiển ô tô đi ngược chiều khoảng 1 km, rồi quay đầu đi đúng chiều đường và rời cao tốc theo hướng về huyện Văn Giang, Hưng Yên.